Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Cast Mèo Con Đi Câu Cá. Mia Thanh SC đây. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thế nào? Thì mình sẽ cần phải nâng cấp cái gì không nhờ? Chúng ta sẽ nâng cấp cái e tanh sẽ lên nhờ, đúng không? Sẽ nâng cấp cái lên đi để cho nó mắc cái oxy đã. Và chúng ta sẽ lại đi câu nào. Chúng ta sẽ có một cái khu vực câu rất là tốt, đó chính là Glacia Arena. Câu này rất là ngon luôn, có rất nhiều loài cá level cao cũng như là lượng tiền rất là tốt. Ở đây ấn nhầm ta. Ấn nhầm phát rồi. Wow, hai con cáo này cho tranh thủ câu một chút đi. Oxy việt tốt lắm rồi, có thể là trụ vững được ở cái màn này, bắt nó luôn. Con cáo này đâu rồi? Không thấy vào đây à? 85% chắc mình sẽ đợi cái oxy trước để đâu đâu một chút đi. Mình phải đi câu burning fish cho con mèo. Ui, có một con cáo này sẽ giá là bao nhiêu? 500 đồng à? Thử câu phát, một con cáo này nó giá khoảng là 500 đồng anh em ạ. Có oxy kìa, từ từ thôi, nó đã thoát khỏi được rồi. Vào đây, tốt, chúng ta lại có oxy tiếp tế 95%, ngon chưa? Cá bắt đầu là đầy đấy. Mình có thể là xem từ từ nhá, mình có thể bắt được con này không? Con quảng cáo này vào đây rồi, cho thêm một chút tiền. Cá heo sát thủ à, cá mập sát thủ hay là cá voi gì đấy? Cá voi sát thủ à? Bắt con này không? Một con này nó giá bao nhiêu ta? Này này, quay đi đâu hả em? Không được quay. Một con oxy tiếp theo, con này cũng khá ngon đây anh em, tốt, đầy oxy luôn kìa, ngon phết nhở. Con gì đây? Mày vào đây, mình có tận đến 10 cái ngư lôi cơ nên rất là thoải mái. Con này to nhỉ, không biết giá là bao nhiêu ta. Ấn nhầm rồi, lúc nào có đông đông tí thì mình sẽ cho nó. Ôi bơi nhanh quá. Chạy mất rồi. Bơi chạy này, chạy đâu không chạy được. Có cả cá gì đấy? Nhìn không lạ nhỉ, chưa như thế bao giờ luôn. Bắt về đây. Nó ăn luôn cái con kia của mình nhỉ, đúng không? Từ từ đông nhờ lúc ấy mình có kịp. Được rồi, bắt hai chỗ này cũng được. Khó chịu phết nhờ. Về đây nào, chúng ta liệu rằng sẽ lên được bao nhiêu tiền đây? Có một con cá mới, có cá mới kìa, có cá mới anh em ơi, có cá mới, mình bắt được rồi. Mình câu phải con ấy đúng không? Đúng rồi, mình câu phải cái con sứa băng giá. Vào đây. Mình có nên nâng cấp là cái vũ khí của chúng ta không? Mình cứ nâng cấp cái oxy đã. Rồi, chúng ta sẽ câu con này luôn. Vào đây này. Có một con mới này. Con gì đây? Chưa như thế bao giờ luôn. Tiền vào như nước. Nhờ. Đây này. Cho nó đơ lại đã. Đúng là như vậy. Còn có 800 oxy thôi, bắt hết. Bắt hết cả đại dương. Chú câu kia nó sẽ bị đóng băng ạ. Mình hiểu rồi, sẽ có một loài cá khiến mình bị đóng băng dưới biển. Wow, này câu khá tốt chúng ta. Chúng ta sẽ được khoảng là hơn 100.000, theo mình nghĩ là vậy, 140.000. Đó, cho bắt được thêm ba loài cá mới, cá bánh này, con cá băng giá với con cá gì đấy. Và nhớ xem quảng cáo sẽ được khoảng là 70.000, nhưng mình sợ là có quảng cáo nó sẽ làm game mình bị lỗi luôn, chắc mình sẽ về đó. Daily Silver today thì hôm nay sẽ có rất là nhiều loài small fish đấy. Ok, chúng ta sẽ đi câu với tất cả những gì mình có. Mình sẽ mua các cái sub item, mua thêm khoảng 3 quả này. Rồi, bây giờ sẽ lên đường thôi. Ra khơi, con mèo kia nó đói quá rồi, nó không chịu rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục ra cái Galaxia. Mà là mùa đông đây.
có một con đó, con này thì nó sẽ là mắc sai, sai to. Đây là cá, cá mùa đông là con cá gì ta? Đông phết nhỉ? Có cả bông tuyết cả, mà có cả bông tuyết cả. Con này hình cái gì đây? Thật sự mình không thể phân biệt con này con gì luôn. Nhìn trông khá buồn cười. Chúng ta sẽ đợi ở xa mấy cái quay cao cao hơn một chút. Đây hôm nay ít cá quá sao ạ? Không nhiều cá to lắm. Bình thường đến cái quay này là sẽ có cá to rồi. Con gì ấy giống như kiểu là củ gừng vậy. Mình sẽ đặt tên này là cá củ gừng nha. Hôm nay ít cá quá anh em ạ. Sao toàn loại này vậy? Ngoài được rồi, mình sẽ bắt con oxy vậy. Hôm nay sẽ không có đóng băng à? Có vẻ như hôm nay sẽ không có đóng băng đâu. Bắt hai phát là cái con này sẽ vào trong túi tầm khoảng là 5.000 với một con cá cỡ nhỏ đấy. Cỡ to thì theo mình nghĩ nó sẽ là đã đắt tiền hơn rất là nhiều. Củ gừng về đây. Bắt đầu là sẽ đông hơn rất là nhiều nha. Bắt con này trước. Quay năm rồi. Hiện tại là chưa có cái tình hình gì xảy ra. Mấy con cá bé này. Đấy rồi, vào đây nào. Con này sẽ được tầm nhiều tiền hơn. Quay đây em ơi. Ồ. Bắn vào con này là cho sẽ bị đóng băng nhá. Không được anh em ạ. Con này sẽ ăn luôn cá loại nhỏ của mình. Khó chịu thế nhờ. Mãi bắt được nó này. Ba phát thôi. Đó. Con này sẽ là tầm 6k cả. Wow, hôm nay ít cá quá nhờ. Thế mình thấy vậy à, do con đang quay 6 rồi. Quay 6 mà không có nhiều cá lắm. Có vài con cá voi sát thủ thôi. Nó sẽ đi ăn những con cá còn lại. Ai, né này ra nhá. Cái băng giá này. Cái mũ của chúng ta sẽ không có tác dụng gì ở cái cửa này nữa rồi. Vì đây là sẽ không có bọn fish giật điện mà sẽ là bọn fish đóng băng. Bắn ai? Chạy đi đâu? Về đây. Oxy. Hồi lại một chút. Có mày nghèo vậy ta? Quay 7 đấy, không có cái gì luôn. Thôi chỉ bắt mấy củ gừng này cái về ăn vậy. Ồ. Chúng ta bắt mấy con này, chúng ta bắt con này. Tạm. Vẫn có thể bắt được, vẫn có thể vươn xa để bắt được đó. Vào vào trong giỏ đi. Cho sẽ kiếm thêm được một ít tiền thôi. Đúng là hôm nay là ít cá quá. Không có gì cả. Thôi sẽ câu nốt lần để về thôi. Đó, cho về. Và chắc là sẽ được khoảng tầm mấy chục ngàn tiền. Được 38.000. Nhẹ nhàng được có 38.000 thôi. Hôm nay để xem hôm nay có cá gì lớn không. Thì chúng ta sẽ có cái quái gì đây. Chúng ta đặc biệt à, chúng ta sẽ có một cái ngày đặc biệt ở Glacia. Hy vọng là hôm nay sẽ có nhiều cá hơn Glacia đây. Và mình đang đợi mấy con cá mập nó lởn vởn quanh mấy cái hòn đảo này để mình bắt nó luôn. Đó, hôm nay thì sẽ có con này. Con này con cá đặc biệt à? Chắc là vậy. Nhiều cá hơn chăng? Nhiều cá hơn chăng? Ui, bắn phát lại đóng băng luôn. Hay nhỉ. Cửa này thì ta sẽ phải mua cái mặt nạ khác, mua một con mèo khác. Con mèo này thì không có tác dụng gì nhiều trong cái cửa này rồi. Đó, hôm nay lại có trở lại với cá, với con cáo này. Hôm qua là không có con cáo nào luôn nha. Ok. Chú bắt được thêm hai con nữa. Bắt hết chứ. 93 nó có thể hồi đầy cho mình được mà. Đó, rồi ok. Chúng ta có thêm những cái đinh ốc cũng tốt đúng không? Đi săn đinh ốc cũng được, đằng nào thì mình cũng phải đổi, lấy tiền đổi ra mà. Đấy rồi, đây rồi, vẫn bắt như thường những cái loài cá cần thiết để tăng tiền nó vẫn bắt như bình thường thôi. Đấy, hôm nay sẽ lại có con này, tốt. Cái con đấy giá bao tiền ta? Khoảng 1.000, hơi rẻ. Rẻ quá.
thật sự là rẻ quá luôn đấy. 68%. Ồ đây này, con này này. Con này giá bao tiêu ra? 700, con này là khoảng 4.000. Tốt phết nhờ, con đấy tốt tốt phết đấy. Con này tốt hơn này. Con này tầm khoảng 5.000. Rồi. Ngon phết. Con voi kìa, anh em ơi. Mày thế nhờ, mình tí mình bán vào trong cái con sứa băng này. Nó đi rất tốc độ rất là chậm nha, định lừa mình đây. Đấy đấy đấy, vào đây voi ơi. Voi mammut. Không vào ta. Voi mammut cũng tầm khoảng, ui, con gì đấy? Con mới kìa, sao to thế nhờ? Wow. Ok, chúng ta sẽ cần phải giật 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 điện nó trước. Không ăn thua ta. Cái gì vậy ta? Mình phải bắt được con đấy anh em ạ. Mình bắt được con đấy. Bắt thêm cả mấy con này luôn. Vào đây nào, vào đây nào. Vào đây nào. Không bắt nổi à? Vấn đề là không bắt nổi cái kia luôn kìa. Hình như bắt được rồi, hình như bắt được rồi. Còn đấy 41.000 này. Oh, wow. Nó còn cái chỉ số còn ngang với cái mấy con kia cơ. Tốt phết nhờ, 41.000. Này này, này này, này này, này này, này này, này này. Ok, về đây hết đi. Nếu bắn như thế mà còn không ăn được nữa thì thôi đấy. Có con cá gì mới mới, nó cứ lượn lượn quanh đây này. Tốc độ bay cực kỳ nhanh, tốc độ bơi cực kỳ nhanh luôn. Như ăn cướp vậy. Mình còn không nhìn thấy gì để bắn nó, để bắn nó cơ. Bắn nó này. Đây này. Đấy, chúng ta thu hoạch được khá nhiều đây anh em ạ. Không hề ít một chút nào đâu. 34% oxy. Con này nhiều tiền này. 67.000, 6.000. Nhưng mình sắp hết oxy rồi. Đây oxy rồi. Tốt, đây này. Từ từ nhá, để nó qua cái này đã. Thật sự là khó chịu với mấy cái này. Cứ con này đi qua hộ cái nào. Đi qua hộ cái nào. Nhanh hộ cái. Không bắt được à. Nó còn đến tận mười mấy phần trăm thôi mà. Cố lên nào, còn mười mấy phần trăm oxy thôi. Kiểu gì phải câu con này. Phải câu con này. Đã xong, đã xong, đã xong. Bốn trăm năm mươi nghìn anh em ạ. Wow, nhiều tiền quá, thật sự rất nhiều tiền. Rồi chúng ta sẽ về nhà thôi. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời đấy. Đấy, phía trên vẫn còn thêm một con nữa kìa. Cá đặc biệt nha. 200.000, 208.000. Tuyệt vời. Mình không muốn xem quảng cáo tại vì ở trong này có cái quảng cáo bị lỗi. Khi mà xem thì nó sẽ làm hỏng cái game này và mình sẽ mất sạch tiền luôn. Nâng cấp tiếp tục là lên cái bình oxy mới của chúng ta. Cái này sẽ để sau. Ồ, Electric Bomb của mình mua 10 quả. Chắc chắn rồi. Lúc nào sẽ là 10 quả Electric Bomb. Có tin tức gì mới không? Có cá mới hay không? Thật ra thì cũng không không quan trọng lắm, tại vì bây giờ ở cái Glacia này kiếm rất là nhiều, 200.000 một phát thì quá nhanh. Quá nhanh để nâng cấp tất cả thứ nha. Cực kỳ nhanh. Fox à, con cá cáo dễ thương phết nhỉ. Trời, không bắt được con nào ta. Hôm nay bắt này vào đây vẫn có mấy con sứa giật điện nhỉ, vẫn có sứa giật điện nha, không phải là chết hết sạch đâu, nó chỉ là nó giảm số lượng đi thôi, thỉnh thoảng ra những mấy con kia thôi. Đấy, ví dụ con này chẳng hạn này, tí thì nó giật điện mình luôn. Mình cần oxy, nó cần oxy anh em ơi. Chỗ oxy thì mình sẽ không câu, tạm thời sẽ dừng câu lại.
Không có oxy nhỉ. Không phải có một tí oxy là luôn kìa. À đây oxy đây. Đây oxy oxy rồi. Con này thật ra mình không xem quảng cáo nên mình không quan tâm lắm. Ồ con này bắn phát gần thì có vẻ chết luôn nhỉ. Khỏe phết ta. Nhưng mà nhìn ngứa mắt quá. Bắt luôn đi. Rồi chúng ta bắt được cái này. Chúng ta sẽ cần tiền để nâng cấp anh em ạ. Vẫn cần bắt mấy con này luôn. Tốc độ lượn qua. À mình thấy có một con khá là tốt để dành cho nó bắt đây. Con này này. Ôi dồi ôi. Tí thì bắt nó cái này nhá. Và con này vào là hơi bị mệt đấy. Combo mấy cái lượn đấy đi. Đấy đấy đấy. Không được à. Không được à sao. Chỉ để đi săn bọn này thôi mà. Đấy đúng rồi. Đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Ui nhiều thế nhờ. Nhưng từ từ thôi. Nhiều quá. Wow. Có cả voi kìa. Bắn phát này thì thôi rồi. Siêu giàu luôn. Bắn được rồi, tốt rồi. Cuối cùng ta sẽ bắn được rồi. Có một cái oxy bé tí đấy. Không ăn thua luôn. Không có cá đóng băng thì mình không quan tâm lắm rồi. Ok. Được rồi đấy. Chúng ta bắt được hai con. Mình cứ tưởng là con đấy cơ. Oxy. Oxy đâu. Không có oxy. Không quan tâm. 300 linh mấy nhìn đây. Một con lượn hộ cái được không? Mình đợi oxy và đợi cá thật to. Oxy 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 oxy. Ây chà chà. Không thể câu lên được em ạ. Đấy rồi cuối cùng. Cuối cùng cũng đã câu được con oxy rồi. 320.000. Không biết là cái mức cuối cùng nó cần là bao nhiêu nhỉ. Bây giờ cũng hết sạch cá to rồi. Mấy con cá to đi đâu sạch rồi. Toàn cái bọn gì gì đây. Toàn bọn tép diêu gì đây. Chắc mình hoàn thành 100% rồi đấy. Mình có thể xuống dưới đáy biển được không? Theo mình nghĩ mình không thể chịu được dưới đấy đâu. Hết cá rồi. Cho ai hết sạch cá rồi anh em. Vẫn còn đấy. Nhưng mà không đủ lượng oxy để có thể trụ vững thôi. Đây rồi, bắt được mày rồi em, về đây. Về với đội của anh, có 4.000 thôi à. 4.000 hơi ít nhờ. Hơi thấp rồi. Nó này không vào cơ. Oxy nào, kéo về một ít đây. Là được 37%. Đâu rồi, đâu rồi, quên mất. Tí thì có thể là chạy một con rồi, nó chạy được một con rồi anh em. Con voi nó chạy được một con rồi kìa. Nó vẫn chạy được kìa. Còn có 14% oxy thôi. Đây rồi, cuối sao cũng bắt được con này. Hết oxy, hết sạch oxy rồi. Không làm gì nữa. Chúng ta sẽ có khoảng hơn 300.000 và có thể nâng cấp được cái cấp cuối cùng cho cái bình oxy của chúng ta rồi. 380.000, theo mình nghĩ sẽ nâng cấp được rồi. 222.000 còn nhiều hơn lần trước cơ. Lần trước có 200.000 thôi. Mình cũng muốn xem quảng cáo lắm ấy, nhưng mà nó một vài lý do không thể xem được. Ở đây chúng ta sẽ nâng cấp cái E-Tank lên cái cấp độ. Uầy, bây giờ muốn nâng cấp lên cao nữa thì cần khoảng 302.000 và khoảng 2.000 cái đinh ốc cái thì có thể nâng cấp lên được nha. Ông kia đang bán kìa. Mình phải câu thật nhiều đã xong mới có thể là mua được. Nâng cấp mắc oxy ở đấy. Có tin tức gì mới không? Không có. Tiếp tục có đi câu nào anh em. Cái Glacia rất là tốt. Nhưng mà mình sẽ đi câu cái con Casperny cho con mèo. Cũng như là khám phá nốt kia ở dưới đáy biển này. Ok. Nào vào đây nào. Vào đây nào. Oxy vẫn tụt rất nhanh nha. Dù mình đã mắc rồi đấy. Đấy hiểu luôn. Hay phải mua thêm con mèo nó đỡ tốn oxy nhỉ? Thì mới được ta.
Mình không biết được, nhưng mà mình sẽ cần phải đi câu cái con Bernifish, là con thỏ, con cá thỏ cho con mèo. Có piranha, piranha này cũng sẽ chết thôi. Chúng ta sẽ đi câu con thỏ. Câu con thỏ nào? Thỏ ở đâu vậy? Có ra đây không? Không ra. Hiện tại là ta không thấy đâu cả. Còn có 65% thôi. Oxy kìa, oxy to kìa. Cho cứ bắn trước này, nhỡ đâu gặp chứ là con cừu à. Mấy con này không ăn thua rồi. Và nó tốn oxy lắm. Wave 5. Bắt cả lũ vào đây luôn. 2.000 vàng cho một cái lưới à. Cũng khá là tốt chứ à. Con thỏ nó ở đâu nhỉ? Bernifish. Mình không để ý con thỏ miền nó hiện tại nó đang ở đâu nữa. Hôm nay cũng là cái ngày khá là ít cá ở dưới khu vực tối này. Bình thường nhiều cá lắm cơ. Chúng ta sang được cái wave số 7. Rồi, chúng ta sẽ có thêm oxy. 81% oxy. Xuống nó đỡ đỡ nhanh hơn. Ok. Mission đi rồi. Con thỏ cái rồi anh em. Tôi thấy con thỏ rồi. Con thỏ có vẻ khó bắt nhỉ. Đây này, cái con mission đấy. Sao nó cứ lượn qua lượn lại mà mình không bắt được vậy? Chết tôi rồi, tự nhiên đang ấy cái này. Từ 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 con mèo này. Con mèo này cũng được. Bắt mấy con này thì cũng hơi hơi tệ nhưng không sao. Để nó gần đi, còn 48% oxy thôi. Cái này thì lấy cái lưới này bắt cho nhanh. Ui, con gì đây? Chết tôi rồi, chết rồi trời. Thế chứ nhờ. Chuẩn bị ném bom. Mình rõ ràng mình thấy có một con cá mới ở đây này. Thấy chưa? Bắt được rồi. Nó cũng không quá khó khăn lắm với cái con cá đấy. Dù sao chúng ta sẽ bắt được con mới anh em ạ. Wow. Vào đây, vào đây, vào đây. Thôi rồi, mình không cần bắt nữa. Mình đã có cá mới rồi. Với cái màn tối quá mình không nhìn thấy con gì. Hình như là con quỷ, con gì đấy chẳng hạn. Chúng ta đã đủ 100% ở dưới này nha. 74% hơi ít nhỉ. Cậu cũng mệt phết đấy mà được có 74 vàng. Nhưng vấn đề là nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho con này là cái tốt nhất rồi. Hay quá. Chúng ta sẽ xem cái con cá mới của chúng ta ở cái hòn đảo đấy là như thế nào. 100% này. Ở cái Deeposide cũng 100% luôn. Tặng thêm khoảng 300 pass. Hay hay hay. Benefit xong rồi nha. Đây này, Devin Fish thảo nào đẹp thế, ngon vãi chưởng luôn. Ok, chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Cast Mèo Con Đi Câu Cá. Bye bye.